Hello, chào tất cả anh em. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đổi không khí một chút. Những cái video trước thì chúng ta thường hay nói chuyện về những chai nước ngoài designer. Còn hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về niche. Và cái chủ đề đó là top 10 chai nước ngoài niche. Ở thời điểm hiện tại mình cảm thấy rất là ok, mình cảm thấy rất là yêu thích nó. Trước khi chia sẻ đến các anh em chủ đề chính của video ngày hôm nay thì mình có hai cái muốn gọi giao lưu với các anh em. Điều đầu tiên đó là từ trước đến giờ mình không bao giờ mình phân biệt một chai nước ngoài designer, niche hay là indie. Đối với mình, đơn thuần nó chỉ là một chai nước hoa mùi hương tốt và một chai nước hoa mùi hương tệ. Còn về chuyện giá cả, thương hiệu, master perfumer, chế tạo là ai thì mình không quá là quan tâm. Nói một cách đơn giản đó là Maison Francis Kurkdjian by Craig Roach. Đây là một chai nước hoa mình nghĩ là mọi người đều biết, và Tommy Bahama. Xét về mặt thương hiệu, về mặt giá cả thì hiện tại nó đang là như thế này, có một khoảng cách rất là lớn. Nhưng đối với mình, nếu như đây là Ferrari thì đây sẽ là Mercedes. Đó, có nghĩa là nó một có sự công bằng, sự cân bằng, không ai hơn ai cả. Đấy là cái gu của mình khi mà mình chơi nước hoa. Đó. Và cái thứ hai đó là trong một cái thời lượng video không quá dài thì mình cũng rất là khó để có thể chia sẻ được hết các anh em những chai nước hoa niche mà nó đang giá từng đồng khi chúng ta sở hữu. Ví dụ như ở đây đó là chai nước hoa Jo Malone English Pure. Đây là chai nước hoa với cá nhân của mình là ngon nhất của nhà Jo Malone đến thời điểm hiện tại, với cái mùi hương rose và kết hợp một chút là với lê. Với cá nhân cảm nhận của mình là như thế, nhưng nó có mùi hương rất là thu hút, rất là kiêu sa dành cho các chị em, hoặc như là Christian Dior Lucky. Đây là chai nước hoa thuộc dòng sản phẩm exclusive và một mùi hương linh lan rất là đơn giản, cũng khá là gọi là thanh thoát, nhẹ nhàng đưa đẩy, unisex dành cho nam và nữ, hoặc như là Nerori của nhà Jacna. Đây là chai nước hoa cũng rất là hay, cũng rất là ok, mùi hoa cam rất là phù hợp dành cho mùa hè đó. Cả ba chai nước hoa niche trên đều cũng rất là ok, xứng đáng đến từng xu khi mà chúng ta sở hữu nó. Còn ở trong video này thì mình sẽ chia sẻ với anh em top 10 chai nước hoa niche mình cảm thấy ok nhất với quan điểm của mình cho đến thời điểm hiện tại. Ok, let's go. Ở vị số 10 đây là một sản phẩm của nhà Comme des Garçons, nó có tên là Wonder Oud. Đây là cái mùi hương sử dụng khá nhiều thành phần gỗ, ví dụ như là đàn hương, tuyết tùng, trầm kết hợp cùng với nhang và một số nguyên liệu cây nồng như là tiêu. Nhưng cái trải nghiệm mùi hương này khá là thú vị bởi vì nó không quá là nồng, nó không quá là gắt, không dữ dội như một số chai nước hoa khác, mà ở đây đó là cái sự mềm mại, blend mùi rất là nhuần nhuyễn, rất thích hợp với các anh nào tầm khoảng 30, trầm tính và có một cái sự thành công trong cuộc sống mà chúng ta cần có mùi hương ít nhiều thể hiện được cái con người của chúng ta. Thì Comme des Garçons Wonder Oud là một trong những chai nước hoa như thế. Ở vị trí số 10. Ở vị trí số 9, đây là một sản phẩm của nhà Amart Reflection. Có hai điều mình muốn chia sẻ với anh em. Điều đầu tiên đó, đây là chai nước hoa mình thấy yêu nhất trong các dòng sản phẩm của nhà Amart. Những chai còn lại chỉ đơn thuần nó và mình là không có một con đường chung, không có một tình không thuộc về nhau đó. Và điều thứ hai đó là chai nước hoa này sử dụng nhài, và chia sẻ với các anh em mình không hề thích nhài, mình rất là ghét mùi nhài bởi vì nó là một con dao hai lưỡi, nó có thể phá những cái nốt khác khi mà blend cùng nếu như nó quá mạnh. Thế nhưng ở chai nước hoa này khi mà kết hợp cùng với gỗ, nó tạo được cái mùi hương rất là nam tính, rất là sexy và cực kỳ là dễ chịu khi mà ngửi. Do đó ở vị trí số 9, đây là một sản phẩm của nhà Amart Reflection. Ở vị trí số 8, đây là một sản phẩm của nhà Ex Nihilo, nó có tên là Fleur Narcotic. Có một điều rất là thú vị mình muốn chia sẻ với anh em, đó là nếu như bạn nào đang có người yêu, vợ hoặc bạn gái thì chúng ta hãy ngay lập tức mua mùi hương chai nước hoa này và tặng cho người thân của mình, bởi vì khi mà mình đưa cho các người anh em thiện lành của mình ngửi thì họ đều đồng ý rằng nếu như con gái xịt mùi hương này thì họ sẽ không thể cưỡng lại được cái sự thu hút, cái sự quyến rũ tỏa ra từ mùi hương của chai nước hoa này. Do đó ở vị số 8 mình đặc biệt muốn giới thiệu đến cho anh em, nếu như đang muốn mua một món quà để tặng cho một nửa còn lại thì Ex Nihilo Fleur Narcotic chính xác là cái mùi hương mình muốn giới thiệu đến cho các anh em đó. Ở vị số 8. Ở vị số 7 đó là bộ đôi sản phẩm của nhà Le Labour, chai nước hoa đầu tiên đó là Rose 31. Mặc dù tên nước hoa đó là hồng, thế nhưng mà với cái mũi của mình thì mình không cảm thấy hồng nó quá nhiều mà nó thiên về vetiver. Và cái thứ hai, mặc dù là mùi hương unisex, thế nhưng mình cảm thấy là nó hợp với các bạn nữ hơn. Với một bạn gái nào có vẻ đẹp trong trắng, tinh khôi và nhẹ nhàng chẳng hạn, và các bạn xịt mùi hương chai nước hoa này thì 10 trên 10, không còn gì để nói.
Và chai nước hoa thứ hai đó là Qi 28. Đây là cái mùi hương với mùi chủ đạo của nó là da thuộc. Thế nhưng mà nó không dữ dội, nó không gắt, nó không strong như một số chai nước hoa da thuộc khác, mà nó khá là mềm mại khi mà ngửi, và mình cảm thấy rất là dễ chịu khi mà ngửi chai nước hoa này của nhà Le Labo. Rất là nam tính, X-Men và cực kỳ là chín chắn khi mà ngửi mùi hương chai nước hoa này. Từ đó ở vị trí số 7, đó là bộ đôi sản phẩm của nhà Le Labo. Ở vị trí số 6, một chai nước hoa đến từ nhà nước hoa Maison Francisco John Oud Satinoud. Đây là mùi hương kết hợp giữa trầm và hồng, rất là gọi là đang hot trend trong thời điểm hiện tại, các nhà nước hoa đều phải có. Thế nhưng khi mà mình ngửi chai nước hoa của Cochon thì nó luôn luôn mang cho mình một cảm giác khá là khác biệt so với một số chai nước hoa. Chỉ có hai chai nước hoa mình cảm thấy rất là thích cái combo trầm và hồng, đó là Cochon Santa Rosa và chai nước hoa Oud Satinoud. Rất là mạnh, rất là ngọt và rất là thu hút khi mà xịt chai nước hoa này. Do đó ở vị trí số 6 đó là Oud Satinoud. Ok, ở vị trí số 6. Ở vị trí số 5, đây là một chai nước hoa mình nghĩ là không nhiều các anh em biết, Laurent Mazzone, và nó có tên là Radical Lotus. Đây, giới thiệu qua cho các anh em. Đây là cái mùi hương mà khi mà mình lần đầu mình xịt thì mình cảm thấy khá là thú vị, bởi vì cái trải nghiệm mùi hương của nó mang lại cho mình rất là gọi là surprise, ngạc nhiên. Khi mà mình mới xịt khoảng 15 phút đầu thì nó một cái mùi khá là khét, rất là khét, khá là khét luôn ấy. Nó giống như kiểu chúng ta đốt một cái gì đó và nó bốc cái mùi khói lên, rất là khét. Thế nhưng sau 15 phút đó thì nó lại trỗi dậy một cái mùi ngọt, trầm, hơi đậm một chút và ngọt đó. Rất là quyến rũ và nó mix cùng với cái vị khét đó tạo nên cái mùi hương mình nghĩ là classic, rất là nam tính đó. Trong cái thời vào mùa đông chẳng hạn, vào mùa đông mà chúng ta xịt mùi hương này và chúng ta dự những ví dụ như đi uống nước cà phê hoặc là những cái buổi party ăn uống nhẹ nhàng lịch sự và chúng ta xịt mùi hương chai nước hoa này thì rất là lịch sự, rất là nam tính. Do đó ở vị trí số 19876, ở vị trí số 5, Laurent Mazzone. Ở vị trí số 4, đây là một sản phẩm của nhà Victor Roth, nó có tên là Dirty Trick. Chai nước hoa này thì mình nghĩ là cũng không nhiều các anh em biết, bởi vì đây là dòng sản phẩm exclusive của Victor Roth, với tông chủ đạo mùi hương của nó đó là diên vĩ, mực và da thuộc, một sáng tạo rất là tốt của nhà nước hoa này. Mình nghĩ là khi mà mới xịt thì có thể các anh em sẽ không cảm thấy thích, thế nhưng cứ đợi khoảng sau khoảng 30 đến 40 phút thì chúng ta sẽ có một cái bất ngờ rất là lớn khi ngửi lại mùi hương chai nước hoa này. Do đó mình rất là muốn giới thiệu anh em chai nước hoa Dirty Trick của nhà Victor & Robert ở vị trí số 4. Ở vị trí số 3, đây là một sản phẩm của nhà Natsumato. Mình nghĩ là các anh em đều biết rồi, đó là Black Afghanor. Nhắc đến chai nước hoa này thì mọi người thường hay ví von nó với mùi hương của cần sa, nhưng mà nói thật là mình chỉ cảm thấy trầm và nhang. Có thể là cần sa thì mình chưa có trải nghiệm mùi nhiều cho nên mình không cảm thấy nó rõ ràng. Nhưng chai nước hoa này mình có một điểm mình đánh giá rất là cao là cái cách blend mùi của nó, mặc dù nó sử dụng hai nốt nguyên liệu chính, đó là trầm và nhang, đó là hai nốt nguyên liệu gọi là thú dữ trong ngành hương liệu. Thế nhưng khi mà vào tay của nhà nước hoa này thì nó lại rất nhẹ nhàng, nó vẫn giữ cái độ strong mùi của nó, thế nhưng nó rất là mềm mại, nó rất là nhuyễn. Và đấy là cái điểm mình đánh giá rất là cao của chai nước hoa Black Afghano này, rất là nam tính, điềm đạm, và mình nghĩ là nó cũng khá là thu hút trong những ngày mùa đông lạnh lẽo. Do đó ở vị số 3, một sản phẩm của nhà Natsumato Black Afghano. Ok, ở vị trí số 2, đây là một sản phẩm của nhà Kilian, có tên là Back to Black. Đây là một chai nước hoa thuốc lá thường xuyên nằm trong những top list những chai nước hoa có mùi hương thuốc lá. Đối với mình thì nếu mà dùng thuốc lá khô, thích những nốt nguyên liệu thuốc lá khô thì Back to Black là một trong những chai nước hoa nên sở hữu, nên có đó. Vì mùi hương này nó
mình nghĩ là nó so với ví dụ một số chai có tông mùi giống như chai Black Roll hoặc là của nhà Syrup chẳng hạn, thì Back to Black nó một cái level nó hơi nhỉnh hơn. Đó là vị số 2, đấy là một sản phẩm của nhà Kilian. Và cuối cùng chai nước hoa mình cảm thấy rất là ok, đó là Canner Barcelona Airborne. Để nói về mùi hương chai nước hoa này thì mình cảm thấy nó, mình không có một cái gì để chê bai chai nước hoa này. Mật ong kết hợp cùng với vani rất là ngọt, rất là ngậy, xịt lên da, và chúng ta đi vào những ngày mùa đông thì rất rất là thu hút, rất rất là sexy. Do đó bí số 10 để muốn giới thiệu anh em Canner Barcelona Airborne. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến các anh em top 10 chai nước hoa niche đến hiện tại mình cảm thấy rất là ok. Mình rất hy vọng các anh em cảm thấy video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.